có một chàng trai ở vùng quê mà, nhà vườn mà, nhiều trái cây lắm. Mà một hôm được ông lão làng bên á đặt hết trái cây của anh ta. Và anh rất là vui bởi vì không phải mang lên Sài Gòn đường xá xa xôi chi phí cao để bán nữa. Và ngay chiều hôm đó anh ta tắt chắc trái cây lên trên xuồng và treo trên thủ chèo xuồng qua làng bên. Thì đang đi trên sông thì bất ngờ thấy một cái thuyền nó đi ngược chiều lại và nó cứ nhắm cái xuồng của anh ta để nó đi vào. Anh ta la lên: "Ê, xuồng kia, sao mày cứ mày đi vào cái thuyền của tao?" À, nhưng rồi nó vẫn cứ đâm sầm. Xuồng bị lật trái cây rớt hết. Anh giọt xuống, nhảy lên cái thuyền kia chuẩn bị la lên thì mới phát hiện trên thuyền không có một bóng người. Lúc này anh mới nhận ra, à, thuyền bị đứt dây chèo nên nó đâu có thể điều hướng được. Ta có la mắng gì cũng vậy thôi. Ở đời là vậy, oán hận, bực mình, trách móc người khác, rồi cuối cùng thể hiện ta nhu nhược hơn thôi. Hãy suy nghĩ lại, tìm ra giải pháp để làm sao mỗi ngày nó tốt đẹp hơn, mỗi ngày nó ý nghĩa hơn. Thầy Duy Khởi Nghiệp chia sẻ bài học kinh doanh và cuộc sống.